Nếu có thể dùng tâm chân thành thanh tịnh từ bi để niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì đó là phước huệ viên mãn. 5. Người niệm Phật ăn chay để nuôi dưỡng tâm từ bi và tâm tường hòa. Nếu chẳng thể chấm dứt ăn mặn, thì nên ăn tam tịnh nhục. Thịt mà mình chẳng thấy giết, chẳng nghe giết, chẳng bị giết vì mình. Hoặc ăn chay buổi sáng, nhất quyết đừng sát sanh, đặc biệt là sát sanh ở nhà, để cho trong nhà thường được tiết tường. Nếu thường sát sanh thì trong nhà biến thành lò sát sanh, oan hồn thường tụ tập, chẳng kiết tường. 6. Phật Bồ Tát giúp đỡ chúng ta bằng cách nói rõ đạo lý về nghiệp nhân quả báo, nói rõ sự lợi hại và phương pháp đoạn ác tu thiện cho chúng ta biết. Chỉ như vậy mà thôi, thật sự muốn làm thì phải do tự mình làm, Phật Bồ Tát chẳng thể làm thay chúng ta. 7. Nghe pháp, nghe kinh, nhất định phải thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, học tập không ngừng nghỉ để thể hội, giác ngộ và nỗ lực làm được. Giải và hành đều tương ưng. Lâu ngày công phu sâu dày mới phát sinh tác dụng, mới có kết quả, mới có thể hàng phục thói quen tạp khí và đạt được thành tựu. 8. Khổng Lão Phu Tử dạy chúng ta: đa văn thuyết nghi, thân hành kỳ dư. Nếu nghe nhiều mà còn có những chỗ nghi ngờ, thì hãy thực hành cẩn thận những điều còn lại, tức những điều mình không nghi. Đây là thái độ nên có khi chúng ta nghe kinh, nghiên cứu kinh giáo. Trong việc nghe kinh, nghiên giáo, căn cơ của mỗi người chẳng giống nhau. Mỗi người sẽ hiểu khác nhau, tâm đắc khác nhau, và chẳng trách có chỗ nghi ngờ khác nhau. Nghi ngờ là một căn bệnh nặng. Đừng vì nghi mà đánh mất lòng tin. Càng không thể vì nghi mà cản trở chánh hạnh. Nên tạm thời gác chỗ nghi qua một bên, chỉ thực hành những gì mà mình chẳng nghi. Chuyện này rất quan trọng. Sau này gặp được minh sư hoặc cảnh giới tu học của mình đã nâng cao, thì vấn đề nghi hoặc sẽ được giải đáp. 9. Trong câu chuyện Pháp Chiếu vào Trúc Lâm Tự, Văn Thù Bồ Tát nói với Pháp Chiếu: hôm nay ông niệm Phật đã đúng lúc rồi. Trong các môn tu chẳng có gì hơn niệm Phật. Cúng dường tam bảo, tu phước lẫn tu huệ, hết thảy các pháp, Bát Nhã Ba La Mật, thâm nhập thiền định, cho đến chư Phật đều phát sanh từ niệm Phật. Thế mới biết niệm Phật là vua của các pháp. Ông nên thường niệm pháp vô thượng này, đừng bao giờ ngừng nghỉ. Pháp Chiếu hỏi: làm thế nào để niệm? Văn Thù Bồ Tát nói: phía tây của thế giới đó có Phật A Di Đà, ngài có nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn. Ông nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn. Sau khi mạng chung, nhất định sẽ vãng sanh, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 10. Nhiếp trọn sáu căn là bí quyết của sự niệm Phật. Lúc niệm Phật phải nhiếp nhĩ căn, lắng nghe từng chữ từng câu rõ ràng, đừng để mất. Phật hiệu từ tâm khởi lên, âm thanh từ miệng phát ra, trở vào tai, liên tục chẳng gián đoạn. Khi vừa có chút vọng niệm liền thâu nhiếp tâm niệm Phật, nhiếp nhĩ căn lắng nghe, chẳng để vọng tưởng tiếp tục. Hết thảy tạp niệm sẽ từ từ tiêu trừ, công phu tự nhiên sẽ được đắc lực. 11. Long Thư Tịnh Độ Văn nói: ngày hết đêm sẽ đến, phải chuẩn bị cho đêm. Mùa nóng hết thì mùa lạnh sẽ tới, phải chuẩn bị cho mùa lạnh. Còn thì phải mất, phải chuẩn bị cho cái mất. Làm thế nào chuẩn bị cho đêm? Đèn nến, giường chiếu. Làm thế nào để chuẩn bị cho mùa lạnh? Áo ấm, than củi. Làm thế nào để chuẩn bị cho cái chết? Phước huệ tịnh độ. 12. Phật dạy:
chẳng thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về cõi nước đó. Nhân duyên tức là nghe kinh nghe pháp, thiện căn là tin tưởng Phật pháp, phước đức là thật sự làm theo, tu hành đúng như pháp. Đầy đủ cả ba thì mới được toàn bộ lợi ích của Phật pháp. 13. Tâm an lý đắc. Vì lý đắc, hiểu rõ lý nên tâm an. 14. Lão Tử nói: ta có mối lo lớn, vì ta có thân này. Nếu ta chẳng có thân, thì đâu có gì lo lắng. 15. Phàm phu chẳng thể vượt thoát tam giới, là vì trong tâm có cái ta. Chỗ huyền diệu của pháp môn Đại Thừa là ở chỗ luyện bỏ chữ ta này đi. Khi khởi tâm động niệm gì cũng nghĩ đến chúng sanh, chẳng nghĩ đến mình, là dạy mình chẳng chấp trước nên cái ta. Mở rộng tâm lượng, phóng lớn lên, thì tự nhiên chấp ta, tướng ta, ngã kiến sẽ mất hết. 16. Ấn Quang Đại Sư khuyên người mới học Phật phải đọc cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, An Sĩ Toàn Thư, là không ngoài mục đích tìm khuyết điểm của mình mà thôi. Cũng giống như soi gương tìm ra vết dơ của mình, lão hòa thượng Tịnh Không đau lòng mỗi miệng giảng đi giảng lại cũng là vì việc này. 17. Tâm niệm quá nhiều phiền phức thật, xưa nay lặng niệm khó muôn vàng. Niệm đầu thái đa chơn phiền não, cổ lai nhất niệm tối nan bình. Bệnh nặng nhất của chúng ta là tâm không định, tâm cứ tán loạn nghĩ ngợi lung tung, chẳng thể an định. Vì vậy, nghĩ về bệnh sẽ bị bệnh, nghĩ về già biến thành già nua. Mục đích của việc niệm Phật là để đè nén, hàng phục những vọng tưởng phiền não này. 18. Thiền định. Thiền là bên ngoài không trước tướng, định là bên trong không động tâm. Thiền định là thủ đoạn, chứ không phải là mục đích. Bát nhã trí huệ mới là mục đích. 19. Tu hành phải dồn sức vào tâm niệm. Tu hành chẳng phải tu để thành một người có tài ăn nói lưu loát lanh lẹ. Nhà Nho nói: lúc học vấn thâm sâu thì tâm ý bình lặng, học vấn thâm thời ý khí bình. 20. Nghe kinh nghe pháp nên đặt mục tiêu trên một bộ kinh điển hoàn chỉnh thì mới có thể đạt được lợi ích hoàn toàn, và cũng có thể tránh khỏi căn bệnh đoạn chương thủ nghĩa, hiểu nghĩa rời rạc theo từng phần nhỏ, ý nói không lãnh hội được ý nghĩa toàn bộ kinh. Thường thấy có một vài đồng tu vì nhân duyên chưa đầy đủ, nghe kinh nghe pháp chỉ mới nghe một vài đoạn, không có thời gian hoặc cơ hội nghe hết cả bộ kinh như kinh Vô Lượng Thọ, nhưng cũng có thể sanh tâm hoan hỷ được lợi ích nơi Phật pháp. Thử nghĩ nếu có thể phát tâm nguyện rộng lớn nghe trọn hết một bộ kinh thì được lợi ích nơi Phật pháp sẽ chẳng thù thắng hơn sao? 21. Hoằng Nhất Đại Sư nhắc nhở người tu hành nên chú ý công và tội không thể bù đắp cho nhau. Công không chuộc nổi tội thì mới phù hợp với đạo lý nhân quả. Nếu không thì những tư tưởng sai lầm như người đã làm việc thiện to lớn thì dù có làm việc ác cũng chẳng bị báo ứng. Bây giờ làm việc ác, chỉ cần sau này làm việc thiện để bù đắp, bù trừ thì được rồi. Đây là những sự hiểu lầm về nhân quả, là những thiên kiến sai lầm. Người tu hành đoạn ác là sau này không tái phạm trở lại, là cách dứt nhân ác, duyên ác. Tu thiện tức là tu nhân thiện, duyên thiện, tích lũy công đức, phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. A-di-đà-phật. C. Lợi ích thù thắng của sự nhiếp thọ chúng sanh của kinh Vô Lượng Thọ. Năm Dân Quốc 76,
1967, Lão Hòa Thượng Tịnh Không kỷ niệm ngày cụ Lý Bính Nam vãng sanh. Vì muốn báo ân pháp nhũ của ân sư, nên đặc biệt giảng giải kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Từ lúc giảng kinh đến nay, đồng tu trong và ngoài nước đều vui vẻ tán thán, đều cảm được sự lợi ích thù thắng từ sự nhiếp thọ chúng sanh của kinh này. Càng cảm niệm cái nhìn sáng suốt rốt ráo của Lão Hòa Thượng đã chọn bộ kinh phương tiện nhanh chóng thắng tắc rốt ráo viên mãn này để dẫn dắt chúng sanh, để làm kim chỉ nam cho sự tu hành, thành tựu cho Phật quả Bồ Đề viên mãn của chúng sanh. Lão Hòa Thượng từ bi thương xót chúng ta, cứ giảng đi giảng lại, đến nay đã giảng hết 9 lần. Hội giảng kinh mỗi lần càng thù thắng hơn trước, những người đạt được lợi ích chân thật chẳng thể tính đếm nổi. Hiện nay Lão Hòa Thượng đang giảng lần thứ 10 ở cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Trong 4 sự tính giải hành chứng, đặc biệt nhấn mạnh ở hành chứng, hy vọng những người có duyên nghe được đều phát Bồ Đề tâm chân chánh, một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Đồng thời cũng hy vọng quý vị đồng tu trong Tịnh Tông có thể áp dụng Phật pháp viên dung vào trong đời sống và làm việc hàng ngày, để có thể cải thiện hoàn cảnh xã hội, cứu vãn kiếp vận của thế giới đầy dẫy tai nạn. Lão Hòa Thượng chỉ rõ bản hội tập của kinh này là dựa trên Sư Thừa Hẳn Hôi, là được Lão Cư Sĩ Lý Bính Nam ở Đài Trung đích thân truyền thừa. Thầy Lý là học trò của Ấn Quang Đại Sư. Bản hội tập kinh này đã được Lão Pháp Sư Huệ Minh ấn chứng. Pháp Sư Từ Châu đích thân soạn khoa phán, đã khai giảng ở Đại Lục. Tuyên giảng hơn 10 năm nay, cũng thường nghe đến nhiều người y theo kinh này tu hành được vãng sanh. Họ giữ biết trước ngày giờ hoa nở thấy Phật. Họ làm chứng cho việc vãng sanh rất nhiều đồng tu đã chứng kiến tận mắt. Số nghe đến còn nhiều hơn nữa. Như vậy đủ để thấy công đức của bản hội tập kinh này rất thù thắng, được hết thảy 10 phương ba đời chư Phật gia trì hộ niệm. Khả năng chữ nghĩa của người đời nay chẳng bằng người thời xưa. Nhiều người không hiểu văn khôi, thậm chí chẳng có năng lực đọc, huống chi kinh Vô Lượng Thọ có đến 5 bản dịch gốc. Thật sự rất khó đọc hết 5 bản ấy. Đồng tu trong hội chúng ta cũng biết việc này, nên rất cảm niệm lời giáo huấn thiết tha ân cần của Lão Hòa Thượng đã dùng tâm cung kính kiền thành để khuyên lên hết thảy đồng tu, bất luận nghe kinh, nghiên giáo hoặc niệm Phật tu hành, đều nên bắt đầu từ bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Hiểu rõ lý mới có thể tin sâu rồi mới có thể phát nguyện thiết tha. Nguyện khẩn thiết mới có thể phụng hành thì tự nhiên công phu sâu dày. Có thể tính nguyện hành cả 3 liên đới mật thiết như vậy, chẳng thiếu thứ nào, thì mới có thể đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Những đại đức đồng tu ưa thích kinh Kim Cang, Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, nếu có thể lấy kinh Vô Lượng Thọ làm cơ sở, bắt đầu từ kinh Vô Lượng Thọ, thì càng dễ đạt được lợi ích rốt ráo của đại kinh. A-di-đà-phật. Tử chúng đồng tu tại Tịnh Tông Học Hội thành phố Đài Nam kính ghi. D. Ý nghĩa của Phật Thất và niệm Phật. Niệm Phật là căn cứ trên đoạn, nếu có người thiện nam tử thiện nữ nhân nghe đến A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu trong vòng 1 ngày hoặc 2 ngày hoặc 7 ngày nhất tâm bất loạn, người này lúc lâm chung, A-di-đà Phật và chư thánh chúng hiện ra ở trước mắt. Lúc người này mãn chung, tâm chẳng điên đảo ắt được vãng sanh về cõi cực lạc của A-di-đà Phật. Trong Phật thuyết A-di-đà Kinh, trong những pháp hội niệm Phật, hy vọng dùng tâm chí thành, tâm khẩn thiết, buông xuống hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, đạt được hiệu quả khắc kỳ cầu chứng.
cầu chứng được nhất tâm bất loạn trong vòng 7 ngày, xây dựng lòng tin và bằng chứng để vãng sanh. Ấn Quang Đại Sư dạy, nhiếp trọn 6 căn là bí quyết niệm Phật. Lúc niệm Phật nhất định phải thâu nhiếp nhĩ căn, lắng nghe từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch, đừng để luống qua. Phật hiệu phát khởi từ tâm, âm thanh từ miệng niệm lọt vào tai, liên tục chẳng dứt. Vừa có chút vọng niệm thì liền thâu nhiếp tâm lại để niệm Phật. Đóng cái tai lại là lắng nghe, chẳng để cho vọng niệm tiếp tục. Hết thảy vọng niệm tự nhiên từ từ biến mất, công phu tự nhiên đắc lực. Lão Hòa Thượng Tịnh Không thường khuyến khích đồng tu phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để niệm Phật. Như vậy câu Phật hiệu này mới tương ưng, mới được bổ nguyện oai thần của Đức Phật A-di-đà gia trì, mới là chắc thật niệm Phật. Và nói, chỉ cần đệ tử Di-đà thật sự chịu buông xuống, xả trừ vọng niệm, chánh niệm tự nhiên sẽ hiện tiền. Cổ đức có câu, chỉ cầu trừ vọng, đâu cần tìm chân thật. Phải biết mục đích của niệm Phật vốn là công phu, dùng chánh niệm đánh đổi vọng niệm, dùng một chánh niệm chống đỡ vô số vọng niệm. Nếu có thể chắc thật niệm Phật thì bất cứ lúc nào chánh niệm cũng phân minh, thánh hiệu Di Đà thường nằm trong tâm. Vì lúc nào cũng có Phật hiệu nên mới đạt đến quên ta quên mình. Nhờ quên mình như vậy nên chẳng có chướng ngại. Vì lúc nào cũng có Phật hiệu trong tâm thì tự nhiên được đại tự tại, công phu tự nhiên đắc lực. Trong quyển Tâm Thanh Lục, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng chỉ rõ, chỉ tâm xưng niệm thánh hiệu Di Đà này cũng giống như luyện khoáng quặng thành vàng, là loại bỏ hết thảy tạp chất, đến lúc sạch hoàn toàn, xả bỏ hết thảy vô minh phiền não. Nếu được vậy tức là đã luyện thành vàng, chẳng còn là quặng nữa. Chỉ thành niệm Phật là tự lực và Phật lực gia trì, là sự kết hợp của hai lực lượng này. Chỉ thành niệm Phật là cắt cỏ mọc ôm tùm, bỏ chất tạp luyện khoáng thành vàng. Chỉ thành niệm Phật là buông xuống hết vạn duyên, là chứng minh cho sự phát bồ đề tâm cầu nguyện vãng sanh. Chí thành niệm Phật là sự khảo nghiệm coi tam tư lương tính nguyện hạnh đây đầy đủ hay không. Chí thành niệm Phật là thiện căn và phước đức hiện tiền. E. Giới thiệu sơ lược về tam thời hệ niệm. Tam thời hệ niệm là do Trung Phong Quốc Sư đời Tống đặt ra. Nội dung gồm có tụng kinh, trì danh, giảng kinh, hành đạo, sám hối, phát nguyện, xứng tán. 7 phương pháp hợp lại làm thành. Pháp sự này phân chia ra thành 3 đoạn để cử hành. Mục tiêu chính của tam thời hệ niệm là khuyên dạy vong linh sanh khởi lòng tin chân chánh, tâm nguyện khẩn thiết, niệm Phật cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Người làm lễ tam thời hệ niệm thay thế vong linh cũng có thể lợi dụng cơ hội này để tu tập tịnh nghiệp. Đây không những là để khuyến đạo vong linh, đồng thời cũng là để khuyến đạo chính mình. Tự mình đạt được lợi ích, vong linh cũng được lợi ích. Thiệt là cả hai cõi minh dương đều lợi, hết sức khế cơ cho những đồng tu tu trì tịnh nghiệp. Vãng tích sở tạo những ác nghiệp, giải do vô thị tham sân si, trùng nhân khẩu ý chi sở sanh, ngã kim Phật tiền cầu sám hối, chư khổ tận tùng tham dục khởi, bất tri tham dục khởi hà nhân, những vọng tự tánh Di Đà Phật, vọng niệm phân phi tổng thị ma. Những ác nghiệp tạo từ đời trước đều do tham sân si từ vô thị, từ thân khẩu ý sanh ra. Trước Phật con nay cầu sám hối, hết thảy khổ khởi lên từ tham dục. Chẳng biết tham dục khởi từ nhân gì, vì quên mất tự tánh Di Đà Phật, vọng niệm sôi nổi đều là ma.
ép, khó gặp thầy tốt. Học hành phải y theo minh sư, chứ chẳng phải danh sư. Minh sư có thể chỉ dẫn bạn đi trên đường bằng phẳng, đi về đường hướng sáng sủa. Minh sư là người chỉ đường, chỉ điểm phương hướng cho mình, phòng ngừa cho mình chẳng đi lạc đường. Đồng tu là người khuyến khích lẫn nhau, dùi mãi trao dồi lẫn nhau. Có thầy tốt bạn tốt mới có thể thành tựu. Người sơ học chưa đủ năng lực phân biệt tà chánh thị phi, khi nghe người này rồi nói người này tốt đi theo họ, nghe người kia xong thì nói người kia tốt, bị họ chuyển dời. Cũng như trẻ em, cha mẹ phải chăm nom kỹ càng, vì nó chẳng biết tà chánh thị phi, chẳng biết được mức lợi hại, cần phải có thầy dạy dỗ. Đợi đến lúc bạn có thể phân biệt tà chánh thị phi, chẳng bị người ta xỏ mũi dẫn đi, có năng lực này rồi, lão sư có thể cho bạn đi ra ngoài tham học. Thầy thật là đại từ đại bi, bảo đảm dạy dỗ tận tâm tận lực. Đạo lý thầy trò thiệt chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, vô cùng hiếm có. Đây là cơ duyên, tự mình phải trồng thiện căn vun bồi thiện duyên. Nếu thật sự chẳng gặp được thì cũng còn phương pháp, đó tức là học người xưa. Lúc trước thầy Lý Bính Nam dạy tôi ở đây là chỉ lão hòa thượng Tịnh Không. Thầy rất khiêm nhường mà nói, khả năng của tôi chỉ có thể dạy cho ông 5 năm. Thầy dạy tôi học theo Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư là thầy của thầy Lý. Thầy Lý khuyến khích tôi tôn Ấn Quang Đại Sư làm thầy. Lúc đó tôi mới bắt đầu học, còn chưa xuất gia. Thầy nói với tôi, người xưa đừng học theo Tô Đông Pha, người thời nay đừng học theo Lương Khải Siêu. Hai người này đều là học giả Phật học lỗi lạc. Trên Phật học họ là học giả uyên thâm, nhưng trên học Phật họ chẳng có thành tựu, chẳng thể học theo hai người này. Lúc chúng ta chẳng tìm được thiện tri thức thì có thể tìm người xưa, làm học trò tư thuộc của người xưa. Những người dùng phương pháp này được thành tựu rất nhiều. Ở Trung Quốc, người đầu tiên tôn người xưa làm thầy là Mạnh Tử. Mạnh Tử học theo Khổng Tử. Lúc bây giờ Khổng Tử chẳng còn, nhưng sách vở của Khổng Tử vẫn còn lưu lại trong thế gian, nên Mạnh Tử chuyên đọc và học theo sách của Khổng Tử, tiếp nhận lời dạy của Khổng Tử trong sách, một lòng một dạ học theo Khổng Tử. Mạnh Tử học theo vị thầy này, chuyên học một vị thầy, học rất thành công. Vì vậy nên trong lịch sử Trung Quốc, người ta tôn Khổng Tử làm Đại Thánh, Chí Thánh, Mạnh Tử làm Á Thánh. Sau này trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều người dùng phương pháp này được thành công. Lừng danh nhất là Tư Mã Thiên Triều Hán. Ông viết quyển lịch sử Trung Quốc đầu tiên Sử Ký. Tư Mã Thiên học Tả Khu Minh. Ông chỉ học một người, chuyên đọc tụng Tả Truyện, chuyên học văn chương, tu dưỡng của Tả Truyện. Ông học thành công và trở thành một văn hào thời đó. Còn Hàn Vũ đời Đường, ông là một trong 8 văn hào nổi tiếng đời Đường Tống. Còn có hiệu là Hàn Sương Lê, người chuyên đổi nền văn học sau 8 đời suy thoái. Thầy của Hàn Sương Lê là ai? Tức là Sử Ký. Ông học Tư Mã Thiên, chuyên đọc Sử Ký, học văn chương, giáo huấn của Sử Ký, và trở thành lãnh tụ của 8 nhà văn hào đời Đường Tống. Trong nhà Phật Ngũ Ích Đại Sư Triều Minh, là một tổ sư Tịnh Tông. Thầy của Ngài là ai? Là Liên Trì Đại Sư. Lúc bấy giờ Liên Trì Đại Sư đã vãng sanh rồi. Sách vở của Liên Trì Đại Sư còn lưu lại trong đời. Ngẫu Ích Đại Sư bèn chuyên đọc sách vở của Liên Trì Đại Sư. Sự giáo học từ đời xưa của Trung Quốc đều hy vọng đời sau vượt trội hơn đời này, nên chẳng thể vượt trội thì giáo dục kể như hoàn toàn thất bại. Chẳng giống người ngày nay,
có tâm đố kỵ chướng ngại, luôn sợ người ta hơn mình. Khi dạy người khác thì luôn giữ lại một tí, chẳng chịu tận tâm dạy học. Đây gọi là kêu pháp. Chú thích: tài liệu trong phần này được trích từ bài giảng Nhận thức Phật giáo của Lão Hòa Thượng Tịnh Không tại Miami. Rồi, nhàn đàm về chuyện học Phật. 1. Tin sâu nhân quả. Trồng nhân gì thì gặt quả đó. Bố thí vô ý sẽ được mạnh khỏe sống lâu. 2. Rất nhiều người nói về nhân quả theo một cách rất dễ gây ra hiểu lầm, tức là họ chỉ nhấn mạnh nhân quả đời trước, vì họ cho rằng hết thảy đều do vận mạng định, nên trở thành tiêu cực, chẳng muốn làm gì cả. Và cách nói chẳng làm gì được, chỉ nghe theo trời, theo vận mạng an bài, người nghe theo túc mạng luân, nhưng coi nhẹ nhân quả của đời này, những việc làm của mình trong đời này là mấu chốt quan trọng hơn. 3. Mục đích nói về nhân quả có hai thứ. Thứ nhất, an tâm, làm cho bạn định tâm. Đừng vì ngoại duyên chẳng vừa ý mà nội tâm bất bình. Lúc nghịch cảnh đến thì đừng lo sợ, phải mạnh dạn nhận lấy. 2. Lập mạng, muốn bạn phát nguyện lập chí, mạnh dạn tạo lập hạnh phúc cho mình. Ăn chay không được thì đừng miễn cưỡng. Không thể vì mình muốn ăn chay mà ảnh hưởng tạo phiền phức cho người nhà, làm cho cả nhà chẳng yên. Thế thì đã chẳng từ bi, lại không khéo léo. Nếu ăn chay không được thì nên ăn tam tịnh nhục. Việc ăn chay là do Lương Võ Đế đề xứng. Sau khi đọc Kinh Lăng Nghiêm, vua rất cảm động, phát tâm từ bi, chẳng những ăn thịt chúng sanh, sau đó được người xuất gia hưởng ứng, trở thành điểm đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, nhiều nước ở Đông Nam Á. Phương pháp ngừa mũi kiến gián, chẳng dùng thuốc sát trùng. A. Trong bếp giữ gìn sạch sẽ, nấu ăn xong phải lau chùi gọn để ngừa gián. Dùng thùng sắt có nắp đậy, ngừa gián kiến. Cửa sổ cần dùng cửa lưới, ngừa ruồi mũi trùng. Chân bàn của bàn ăn, dùng băng keo hai mặt dán chung quanh, để ngừa kiến, mỗi tháng thay một lần. Đốt nhang đuổi mũi, dùng nhang điện an toàn hơn, gây tổn hại cho thân thể ít hơn. Và phải mở hé cửa hoặc cửa sổ, để mũi có đường bay ra ngoài, đừng kết oán thù với những động vật nhỏ này. Đi ra ngoài có thể dùng kem thoa ngừa mũi và tránh những nơi có nhiều mũi. Từ trước đến nay trong sách thường dạy người ta phải ăn thịt mới có đủ dinh dưỡng, mới khỏe mạnh. Động vật sinh ra là để người ăn thịt. Và nói, tôn giáo là mê tín, chẳng có tiền thân, chẳng có Bồ Tát, và cũng chẳng có địa ngục, người chết thì hết, việc gì cũng chẳng còn. Vì có những quan niệm sai lầm như vậy, nên ngày càng nhiều người chẳng tin nhân quả, muốn làm gì thì làm. Ham đắm trong ngũ dục chẳng thể tự chủ, khi nhìn thấy người ta giỏi tốt hơn mình thì chịu không nổi, đây là đố kỵ. Đố kỵ thuộc về tội ăn cắp, là tạp khí từ vô thủy đến nay. Phải thành tâm hối cải, khi nhìn thấy chuyện thiện, phải tùy hỷ, có thể hoan hỷ khi nhìn thấy cái tốt, cái đẹp của người khác, đã thành tựu công đức cho mình, tức là tùy hỷ công đức. Nhẫn nhục là công phu giữ gìn công đức của mình, là công phu trước khi được định. Người xưa nói, việc nhỏ mà không nhẫn thì làm loạn mưu lớn. Thành tựu nhỏ cần nhẫn nại ít, thành tựu lớn cần phải nhẫn nại nhiều. Nhưng nhẫn nhục chẳng phải đè nén lâu ngày sẽ tích lũy thành bệnh. Nhẫn nhục đúng cách là vượt thoát ra khỏi phạm vi của sự tranh chấp, dùng trí huệ hóa giải, dùng độ lượng bao dung,
Phước độ tốt cách mấy cũng thua tâm thanh tịnh, tâm vui vẻ. Ham muốn ít, biết đủ thì thường vui. Ham muốn ít thì tâm thanh tịnh, biết đủ thì thường vui. Tóm lại chỉ có niệm Phật là tốt. A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được, xin hồi hướng cho khắp tất cả muôn loài chúng sanh ở khắp mười phương pháp giới tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, an trụ trong hồng danh A-di-đà Phật để vãng sanh cực lạc quốc.